Thưa quý vị, trong 2 ngày 12 và 13 tháng 9, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển do Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển đã đến thăm và kiểm tra Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3. Theo báo cáo, trong 9 tháng năm 2021, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên biển, duy trì nghiêm công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình trên biển, không để bị động bất ngờ. Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đơn vị xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng với tinh thần chống dịch như chống giặc. 9 tháng năm 2021, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã điều động 8 lượt tàu phối hợp với các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, tuyên truyền cho ngư dân hành nghề trên biển không xâm phạm vùng biển nước ngoài và chống nhập cảnh trái phép bằng đường biển để trốn tránh cách ly y tế. Vùng Cảnh sát Biển 3 tổ chức 3 xe cứu thương cùng 3 kiếp y bác sĩ và hơn 100 cán bộ chiến sĩ tham gia chống dịch trên biển tại thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và tỉnh Khánh Hòa, làm tốt công tác dân vận, chính sách trên địa bàn đóng quân, gắn với chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, Cảnh sát biển cùng quân dân cả nước chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19. Trong các hoạt động này, đơn vị đã trao tặng 2.100 suất quà cho nhân dân, ngư dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Phát biểu tại buổi kiểm tra Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát Biển yêu cầu Vùng Cảnh sát Biển 3 tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, duy trì thực thi pháp luật, cứu hộ cứu nạn trên biển. Phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các lực lượng nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tuyên truyền pháp luật cho nhân dân, nhất là ngư dân đánh bắt trên biển.